Xong chùm riêp xua bài mật bục mai bóng phố đã tay nha tu sân channel YouTube Health Inform tàng ọc nha chi ti mê trầy hai xong rạp video ni đại nhóm bát xong lược dục nơi chùm nét đăng thamay mùi đại biệt quan tờ nâng ạ thập rời dội nơi nê chi sạc cổ sạc mộc chai chun bóng phố xong đạp nâng bàn đăng thà ta chi sạc cổ sạc mộc ní miên ạ thập rời dội nô chân bạp nà đó sọc hợp hiệp riêng cài rồi bò dương bát chi ca bật nà bò dương ni dây ổng bì. ក្រូចសើចគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលសម្បូរនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងក្រូចសើចមានក្លិនឈ្ងុយហើយត្រូវបានប្រជាជនយើងទទួលស្គាល់ជាគ្រឿងទេសសម្រាប់បន្ថែមក្លិនក្នុងម្ហូបអាហារនិងធ្វើឲ្យអាហារមានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសាក្រូចសើចក៏ត្រូវបានគេយកមកផ្សំជាមួយរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាឱសថព្យាបាលជំងឺបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃក្រូចសើចនោះគឺក្លិនរបស់វាគេប្រើវ
ប្រយោជន៍នៅដ៏អស្ចារ្យដែលបានមកពីក្រូចសើចរួមមាន 1. ក្រូចសើចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ផ្លែក្រូចសើចមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងបាក់តេរីនិងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលសារធាតុទាំងពីរនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយការពារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការដាក់បញ្ចូលក្រូចសើចចូលទៅក្នុងម្ហូបអាហារក៏អាចជួយយើងការពារជំងឺក្រពះពោះវៀនជាច្រើនប្រភេទដែលអាចជួយជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតាមរយៈឥទ្ធិពលប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម 2. ក្រូចសើចក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថែរក្សាសក់ផងដែរនេះជាហេតុផងដែលសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូដុសខ្លួនប្រើប្រាស់ក្រូចសើចមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមយើងអាចយកក្រូចសើចលាបនៅលើស្បែកក្បាលនិងសក់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់ការពារពីការកើតអង្គែហើយក៏ជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកទៀតផង 3. ក្រូចសើចជួយសុខភាពមាត់ធ្មេញ ផ្លែក្រូចសើចក្រៅពីបន្ថែមរសជាតិក្នុងម្ហូបអាហារអត្ថប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេប្រើដើម្បីការការពារសុខភាពមាត់ធ្មេញថ្មីបើយើងមិនអាចញុំផ្ទាល់បានដោយផ្លែឈើដទៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្លឹកនិងសំបករបស់ក្រូចសើចអាចយកមកជូតលើអញ្ចាញធ្មេញដើម្បីការពារនិងកម្ចាត់បាក់តេរីមិនល្អក្នុងមាត់បានប្រេងដែលចម្រាញ់ចេញផ្លែក្រូចសើចក៏ត្រូវបានគេយកមកលាយជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញនិងទឹកខ្ពុះមាត់ដើម្បីជួយសម្
Chấm pu nẹt đài miên chùm ngư chư sần lạ chứ ân ca rồ liệt sần lạ hàm, rư chùm ngư rồ liệt mùi chùm nuôn sen tiết dương ai pra tật cổ sợi, rư bền cổ sợi liệp lơ cần lãnh đài dương miên à rõm thà chư ca nhằm à ha miên bần thaym cổ sợi ai chui xùm rua đò à ca rạ chư cơ ba nâng chư cơ ba bro căng phong đài. Pram cổ sợi chui bro bón rùm lì à ha. Cổ sợi miên tục xà thiệt sông khăn mùi chùm nuôn đài ai pra bro chăng nâng ca rồ liệt nâng chui đò bro bón rùm lì à ha xà thiệt mùi chùm nuôn miên nâng nông phai cổ sợi ai bro chăng nâng ca rồ liệt hơi ai chui chùm rũnh đò bro bón rùm lì à ha phong đài nút bro sân bờ dương miên à ca rạ tô lì một ư bị bạc nông ca rùm lì à ha ca bần thaym cổ sợi tơ nông à ha ai chui cắt bần thoi ruột sân nhà tiàng nút. Nâng ai thưa ở phù viên rồi bỏ dương vơ một rột thiệp rõ cực đầy vĩnh cao bì ní cổ sợi có ai ruông chùm này chui ca bìa. Bánh hà cổ bé phù viên thun thô đôi chi mà hà rích phù viên thông rư đồn bát, rư đồng bao cổ bé phòng đài. Bát chỉ trong cõi ní xâm rạp Channel Health Inform nâng xoay rốt nơi chùm này đăng thamay lộ đài bẹp quân nâng sô cập hiệp đầm bấy chay rùm lê chun tờ đo phục mai bồng ố nở ca cõi tiết đôi chân nét rồi xin chỉ phục mai bồng ố sổ lãnh nâng cho chất nơi Channel Health Inform xông chui subscribe mà nẹ mùi hơi chất nơi lơ xanh rụt còn đăng đầm bấy tờ tù bán nơi chùm này đăng thamay lộ chia bằng to tiết xông ở quân nâng xông chùm riệp lìa.